Nhân Đức lúc trước thường nói chuyện với vị thường nhắc về cái câu chuyện mà nền tảng cho mình cũng đặc biệt lắm quý vị. Nghĩa là trong nghịch cảnh nghịch duyên mình vẫn quyết tâm niệm Phật. Như câu chuyện nghịch duyên nó rất là hay, tại vì nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Chỉ muốn niệm Phật thôi mà trở ngại nhiều vô cùng. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn niệm Phật giảng sanh rất là thù thắng. Cái câu nghịch duyên đó gọi là tín nguyện niệm Phật đó quý vị. Nghĩa là cô không biết gì nhiều nhưng mà cô gầy dựng tín nguyện niệm Phật rất là kiên cố. Này là chỗ rất là quan trọng. Nghĩa là câu chuyện nó có thật mà người ta làm ra phim cho mình coi. Nên mỗi một con người chúng ta trong cái nghịch cảnh nghịch duyên mà dẫn niệm Phật là quá tuyệt vời. Nên là những đức bây giờ là cư sĩ, nên là quý vị khi mà có duyên gặp nhau chúng ta gọi bằng chú Nhận Đức, hoặc là nếu mà nhỏ hơn Nhận Đức thì kêu bằng su huynh, Nhận Đức kêu bằng su muội. Vậy giống mắc cười lắm quý vị à. Dễ chết được. Không, Nhận Đức từ xưa giờ nghe quý vị, mỗi lần mà Nhận Đức nghe ai nói Nhận Đức là đại đức, Nhận Đức mắc cỡ lắm quý vị ơi, nó thiệt luôn, từ xưa tới giờ luôn đại đức là mắc cỡ lắm. Bây giờ mình là cư sĩ rồi thôi, gặp nhau kêu chú Nhận Đức, cư sĩ Nhận Đức gì đó. Ví dụ như mà Nhận Đức lớn quý vị kêu sư huynh, Nhận Đức kêu sư muội, kêu phi kiếm hiệp vậy. Còn nếu như vị lớn Nhận Đức kêu sư tỷ thì kêu là sư đệ. Nên từ nào đó thôi, bây giờ mình là cư sĩ rồi, giờ nó hình thành cho nó gần gũi. Nó thầy bà vậy vậy. Bây giờ mình là bạn đồng tu đi. Thiên nhã niệm Phật thôi. Đây là lời nói vui nhưng mà rất là chân thật đấy vậy. Không, thật sự không có muốn làm thầy ai. Ai kêu thầy bà này kia mình ớn, nên mình thôi. Mình là cư sĩ mà. Bây giờ thật sự cư sĩ. Từ xưa giờ đi tu 15 năm chứ. Mới thấy được cái bữa đó đi hòa thượng ngày ghi nói xin hòa thượng rồi cho con làm cư sĩ rồi thôi. Ngày ghi cho con cái tam quy. Ngày ghi ngày đi với đó được cái bản tam quy ngũ giới sẽ theo à. Nên sau này có ai hỏi ông là đại đức này kia không, tôi đâu có giấy tờ gì đâu, tôi có tam quy ngũ giới với chứng minh là người cư sĩ bình thường thôi à. Từ nơi đó đây là 100% cư sĩ thôi nha, khỏi kêu thầy bà gì, chúng ta chỉ là bạn đồng tu đủ duyên khuyên nhau niệm Phật thôi quý vị. Trong thuận cảnh hay nghịch duyên gì chúng ta cũng cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ có ba ông đi theo Nhân Đức thì ông Tâm Nhiên nhỏ tuổi Nhân Đức kêu bằng sư đệ, ông kêu Nhân Đức bằng sư huynh. Ông Hí thì ông lớn hơn Nhân Đức 50 tuổi, Nhân Đức kêu ông bằng sư huynh, ông kêu Nhân Đức bằng sư đệ. Từ đó đó huynh đệ thôi vậy ơi, để cùng giúp nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chiều như trước nay sư đệ Tâm Nhiên dưa leo trong tủ đã hết. Chiều nay định xào dưa leo mà không có dưa leo, sư đệ hãy đến chợ khắc thật dài cho dưa leo chuột. Khắc thật dài trái dưa leo chuột. Còn sư huynh Tâm Hồi là chờ khất thực dài cộng rau má để nấu không. Bây giờ mình kệ đi, giờ thời thế thay đổi đi. Hồi xưa trong chùa người ta cúng dường rầm rầm, ta chở xe xe, giờ đi khất thực chứ sao vậy. Lỡ khất thực cái bà bán dưa leo tặng cho mấy dưa leo trái dưa leo dụng có đầu không có đít. Y biết quý vị biết dưa leo dạt không? Dưa leo dạt cái đầu nó bự cho má đi. Đứt teo ngắt á. Dưa leo báo được. Đưa mấy dưa leo dùng. Có đầu không có đít. À, nên là về đứt kêu cắt ra.
nhớ đừng gọt giò, thời cuộc khó khăn giò cũng ăn luôn. Không, nói chuyện việc chút xíu xuống xào xào mấy dưa leo, bắt nồi cơm lên. À, huynh đệ cùng ăn cơm nha. Cũng giống hệt trong chùa niệm Phật xong rồi mời các huynh đệ ăn cơm nó, thấy chưa? Từ đó không, cái cuộc sống nó đơn giản bình dị vậy. Đơn giản bình dị nói vậy thôi chứ quý vị đừng có bao giờ nghĩ chắc tội nghiệp thầy, đừng có tội nghiệp những đức, mệt quá. Trong nghịch cảnh nghịch duyên niệm Phật cầu sanh cực lạc chứ tội nghiệp gì, thấy không? Nói vậy thôi, nói gì thế, chứ đừng tội nghiệp cái gì mà cấp. Rồi kiếm cách nào thì cúng dường dưa leo thôi, khỏi đi. Leo gì, thấy không? Đâu có gì đâu, cúng dường dưa leo. Bữa đó nói nữa lo gạo nhiều bà đi kiếm đi, cúng dường gạo thôi khỏi kệ nó, có nhiêu gạo ăn nhiêu. Bữa nào có gạo nấu cơm, bữa nào thiếu gạo nấu cháo, không có gạo thì trụng rau ăn không. Tên nào cũng còn khỏe mà quý vị, cái cho nó sương gió ba đào chút xíu, thấy không? Nên gọi là Phật Bồ Tát muốn dùng mình thì phải rèn luyện mình trong chốn trần lao, chứ đâu có để mình khỏe quá được, thấy không? Nên mình thương một người, mình muốn rèn luyện họ về sau người giỏi á, là mình phải để cho họ phong trần chút, khổ một chút. Đừng có thương họ mà cho họ đầy đủ quá, đầy đủ quá sau này yếu ớt, giống như công tử bột. Nó nên là mấy ông mà đi theo những đức ba ông, ba anh em chứ những đức là bốn người một chúng, quý vị giờ kêu nhau huynh đệ không à, kêu ai mà kêu thầy tát cái bóp. Giờ ai mà gặp tôi mà kêu thầy có chừng không tha cho người đó đâu. Không? Nên sao hồi sáng đi vòng vòng thấy cô Phật tử nhà của bán cơm chàng ốm, mình đội nón bịt khẩu trang ấy, vì ở đâu biết đâu, đi ngang mà nhìn cơm định vô khắc thực nghĩa nó thôi. Rồi đốt bịt khẩu trang rồi sao có nhìn được cái tướng đi lưng tôm tôm ấy, vì sao thấy mất công mới kêu mất công nguy hiểm, thôi đi ngang nhìn xe cơm đồ ăn quá trời nhiều thèm chảy nước miếng. Niệm vậy có Phật hiệu bỏ đi luôn. Vậy sao giờ quý vị? Không mà thật sự sao đi đâu cũng gặp Phật tử quen ngày xưa nghe. À, khi đi ra chợ kiếm vài giấy leo chuột cũng gặp mấy bà đi đi mua đồ nữa, thì mình thấy mình âm thầm bỏ đi luôn, thôi thôi kêu chi. Đó, nên từ đó đó đi đâu mua đã nói bịt khẩu trang, đã nói bịt khẩu trang. Mai mốt như Đức kêu Tâm Nhiên với Tâm Hội lấy cái khăn buộc từng cổ đã luôn, không dịch ra luôn. Thấy không? Nên từ đó đó thì thấy không, nhận cái cuộc sống nó thay đổi đúng là 180 độ. Đúng là cuộc đời này vô thường và sự thay đổi không tưởng tượng được, mà nhanh quá trời nhanh cái gì ơi. Giống như mình nói mà giống như trong giấc mơ vậy vậy. Khi mình đang nằm ngủ mà tưởng đâu đang ngủ trong chùa. Thật sự mà nói ta tưởng ngủ trong chùa không vậy? Đang ngủ thì tự nhiên sáng thức dậy nó ủa nay sao không không nghe ai đánh cản hết ta. Hồi xưa mà trong chùa những ông thường xách cái lo những đức mà thức dậy quý vị ơi chết đến nơi rồi kêu sùm, nói sao hôm nay không nghe kêu sùm hết trơn. Giật mình, à mình đã ra khỏi chùa rồi, mình đâu còn ở trong chùa nữa đâu. Ok, cái tuổi nó giấc mơ lắm quý vị, tại vì cái thời gian 10 năm mình ở trong chùa nó lâu quá, hình thành quen. Khi mà mình ngủ thức dậy mình nói ồ, bữa nay thì sao không nghe tiếng kèn kêu, chắc mấy người này ngủ quên quá. Giật mình, ủa mình đi ra khỏi chùa ta ngủ ghê, hay chưa, không đơn giản quý vị. Nên cái như giấc mơ quý vị ơi, giờ không ngờ mà nói mình đi khắc thực mà kiếm vài trái giấy vô leo chuột, nó dưa leo nó lựa 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 cái người ta liền 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 cái mấy dưa leo có đầu không có đít gì. Không mà mấy cái leo ngọt nghe, mấy dưa leo nó gì mà nó ngọt á, ngộ ghê, mấy dưa leo nhỏ nhỏ ấm ốm đồ chỉ có que đồ thiếu chất dinh dưỡng đồ gì mà nó ngọt, mấy dưa leo nó ít sâu, tại vì sao sâu nó lựa mấy dưa leo mập nó ăn, cái trái leo thiếu chất dinh dưỡng nó không ăn quý vị. Xào ngon nghe, xào ngọt ngay công nhận, bữa nay mà rau mà nó rau dài cọng mà xào nó cũng ngon, dưa leo chuột xào cũng ngon, tại vì sao khi nó thiếu cái gì cũng ngon.
xưa dư giả nó còn đòi hỏi này kia, bây giờ thiếu thốn, tranh thủ mà gấp gấp chồng mấy ông thì gấp xanh hết. Cậu ghê lắm nha, nay huynh đệ ông chơi tới bờ tới bến luôn, lấy cái chén để nguyên cái chén vô trong cái dĩa đi, ông lấy muỗng cào, nó thôi mấy ông này gấp từ từ cào kỹ chứ. Cào cái này còn đâu cho người sao ăn, gấp từng miếng chơi gì mà cào, tao hỏi lấy nguyên cái muỗng cào gì, nó nước dưa leo mà chia ra làm bốn, chan làm canh chén. Đúng là cái cuộc sống khi cơ hàng mới thấy tình bạn, ghê thiệt chứ quý vị. Lúc trước chùa Hộ Pháp mà gạo thì cúng, nó lựa gạo trắng là cúng quý vị, cúng gạo trắng cho cụ ăn gà mình ăn ké gạo ngon không, giờ kiếm vài hộp gạo vài hộp gạo như ngày xưa cũng khó không, nên phải thích nghi thôi, ý nói là phải thích nghi. Phải như Đức kể lễ mà quý vị thương tình vì kiếm thì Đức vị cho, không phải nghe tuyệt đối. Từ đây mãi về sau ai mà gặp những đức mà nói mà nói con cúng dường này, tôi xử người đó luôn. Giờ là tôi muốn sống phong trần, sống lang bạc vậy, sống sống lang bạc sống khổ cho nó quen, mai mốt giáng sanh. Giờ mà sống mà quá đầy đủ như hồi xưa nó chắc coi chừng không giáng sanh. Đó, nên nói vậy cho mỗi con người mình thích nghi vậy. Cuộc sống nó có khi nó thay đổi bất thường, cuộc đời vô thường nó quý vị không? Không, nên bữa nay mình có điều kiện mình ráng tu phước tu duyên để cuộc đời ngày mai nó còn có cuộc sống ổn định. Chứ khi mà đầy đủ mà ăn sung mặc sướng mà không biết thương ai, sau này khi hết phước rồi nó khổ. Nên hồi đó Dưới nói chuyện thường nói câu đó, hưởng phước bất khả hưởng tặng, hưởng tặng phước đi ăn mày không ai cho. Bữa nay đi ăn mày mà còn có người cho vài chiếc leo chuột là cũng được luôn. Thôi mà nó quýnh luôn á, nó không có phước nó dược nó quýnh, quýnh chứ có gì dẫn chơi đâu. Chưa bán chứ mà lợi xin xin, mình phải canh người ta bán gần hết, còn mấy trái dưa leo cũ mà lợi mình xin. Chứ mà gặp mà vừa dọn gì cái mâm dưa leo ra mà lợi xin bị bà nó chữ cầm cây nó dược chảy mắt dép luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Mấy ông này nghe phải nhìn ngó khi đi xin, phải coi người ta bán gần hết rồi ra xin, chứ gặp người ta mới dọn hàng ra mà lợi xin là chết, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nên bây giờ cái cuộc sống này mới cuộc sống giảng sanh nè. Tại vì không có cái gì, không có cái gì phải lo, không có cái gì giữ gìn gì chứ á. Nói vậy đó. Không mà cuộc đời của người nó vậy đó, nhưng nó giống như nó thiệt là cao, nó rớt cái rầm tuốt dưới đất. Mà mai mốt có khi nó qua cơn hoạn nạn cái nó lên lại. Ai biết được quý vị, ai biết được cuộc đời nó là như vậy mà biết không? Từ đó tới giờ lên voi xuống chuột là những đứa gặp hoài. Nên hoạn nạn mà qua thì phúc báo sẽ đến. Bây giờ mấy ông đi theo tôi là lúc này hoạn nạn phải kiên nhẫn, chịu khó chịu khổ nghe không? Khi phúc báo đến lúc đó mới biết trân quý cái phúc báo. Mình đã từng trải qua những giây phút danh lợi hết rồi quý vị. Nên từ bây giờ khó khăn là lúc này là mình đang rèn luyện cái khó. Rồi cái khó mà qua cái phúc sẽ đến. Nên những đức nói vậy cho Phật Phật tử mà biết, những đức khắp nơi nơi từ xưa giờ đó. Vì nhớ những điều những đức chia sẻ đây cũng là những điều đi rèn luyện chính mình. Nó tuyệt đối không có bao giờ mà nói mà nói mà từ hôm nay mà nói mà dựa người khác đi xin người khác cuộc sống nữa. Phải tự năng lực kiếm ăn cũng phải kiếm chứ, đừng nói chuyện dẫn chơi. Cuộc đời phải như vậy quý vị. Nên mong quý vị mọi người phải tín nguyện niệm Phật. Bây giờ như đức gì mà ngày nào cũng tu quý vị bốn cũng thờ là được rồi. Sắp xếp thời gian giờ này nè. Giờ này tu xong là nguyên bụng mấy người đi tu xong nè. Tu xong rồi mới được đi nấu ăn. Chứ xuống dưới như nước nóng. Đứng như là nấu vô bóp gạo, vô gạo quá trời luôn. Rồi xong nấu cơm xong là ông Hí cắt dưa leo. Ông Tâm Nhiên cắt rau, ông tôi nấu canh, xào dưa leo. Bắt cơm lên chỉ mấy ông nấu luôn. Thấy không? Có nghĩa là nhờ may mắn thay mình cũng là thợ nấu quý vị. Giờ đi ra ngoài biết nấu ăn đồ không phải đơn giản đó, không nên từ nó được hết luôn, nên bị yên tâm nhìn vậy chúng đâu ốm gì đâu đúng không, mặc cũng được chứ chưa đến nói chưa đến nói héo ho đúng không, nói chưa nói héo ho. Nên từ nên đó phải cố gắng thôi. Thôi giờ chúng ta nỗ lực niệm Phật để về thế giới cực lạc ngay, về chúc vị an lạc. Ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi.
Về cực lạc mới hết khổ nghe. Ai về đà Phật, ai về đà Phật.